Ra luôn. Trời ơi, chi vậy bệnh? Trời ơi, người ta đang xe xe mà. Đi ra đi. Ông nội. Đi ra chứ đâu. Đang làm đút cái đầu vô. Kéo luôn. Ra luôn hả? Ra luôn hả? Luôn hả? Ra luôn đi. Xích lại mày nè. Đó, nó có cái lỗ đó. Cái lỗ mà. Chưa chưa. Chặt cái bốn cái rồi xong á. Đi. Đó. Sâu. Wow. Rồi anh kia bắn cho nó lật kêu qua cái đó. Cái đủ má đồ nặng mà đang làm đút cái đầu vô, sắt ra bỏ nhầm gì? Sắt sắt đan mà. Ra được đó rồi thả đi. Tila Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay bạn thì Tila Cà Lâm bạn thì cũng có đi theo với mấy anh em bạn, thì cũng có lấy hai cái ngôi mộ đó đó các bạn. Thì cái ngôi mộ mà 10 năm thì đã được mấy anh em lấy thì đã xong rồi. Thì bây giờ còn một cái ngôi mộ là mới đây là chỉ có 3 năm thôi nha. Thì hôm nay Tila Cà Lâm sẽ quay tiếp tục lại cho mọi người cùng xem nha. Ghê lắm các bạn ơi, cái ngôi mộ mà mới chung 3 năm ghê lắm. Thì bây giờ các bạn, thì giờ mấy anh em đang đầy cái nắp quan tài đợi luôn nha. Thì đó các bạn, thì đây là một cái cụ bà là mới chôn được có 3 năm nha. Đó thì ở bên đây các bạn, thì ở đây là mấy anh em đã lấy bên đây xong rồi, rồi ba cái quần áo này giờ là giúp đem xuống lại nha. Thì đó các bạn, thì ở đây bạn, thì mấy anh em cũng lấy được cái bạn, giờ anh em người nào nay thấy cũng hơi bơ phờ rồi nha, chứ trời giờ cũng đang nắng quá. Trong xà lan bên trong đen. Nguyên khối bê tông. Rồi giờ thì các bạn, thì giờ mấy anh em sẽ xô nguyên cái nấm này xuống luôn nè. Đó, đó, đó. Okay. Nhìn nhất rồi đó. Còn cái góc này. Góc này hơi cứng. Xúc vào dính nha, xúc. Không có ý nó là sắn còn gì dẻo cho nó bung cái cây ngang cái cọc ra. Đừng chín nha, nó không đúng rồi kìa. Mình hồi mày đây mua tài á, mày đây đập mấy tấm đền ra lấy sắt bán mình vô đúng cho mày vô nữa. Nó còn dính gì nó lắm á đó. Ồ, trời là đắng nhóm rồi. Quá ngon. Bây giờ vậy nè, chim có nhóm cái này xe chim. Mấy cái này nhỏ, xúc vô cái này nè, bẻ lên hết. Bẻ. Dạ. Có cái cua đó. Bẻ lên hết đi rồi nó cắn cái đầu sắt tới lại á. Không cần là lấy cái cua bẻ lên đi. Nó cái đầu qua nữa nghe, đi qua cái nè. Nè, bên đây nè, chưa có nhóm. Không có lấy cái cua kìa. Lấy cua đó. Đi lại đây lấy cái làm này năm cân. Thôi được rồi. Rồi vậy được rồi.
lấy cái muối cũng vậy á. Pháp mà tới pháp rồi sao? Cái này nặng à? Cái này nặng rất nặng. Nó là mẹ quất gốc rồi đó. Tại bên đó nó cái thuyền nó còn. Anh dưới bẻ lên. Má nó phụ hộ trăm năm. Má nó tao nói cô sáu mình không bẻ cái sáu tám nữa. Nói cái mình lấy sỏi với mày. Mẹ. Thì ông Tâm ra đây nó không cần chứ nói ai. Mình bắn sao vậy? Đây mình xô qua. Hai ba. Đó, đó. Vô. Vô đó. Đây, đây ngay cái đầu bố chim ngay cây sà bèn anh coi. Bố bảo gà. Đây cây sà bèn nó có hết nguyên một máy. Đẩy nguyên cái núm xuống luôn nè. Đó. Hay quá, hay quá. Đúng không? Rồi đút đây, đút đây. Đút cái sà beng vô đó. Không có, lại 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 cái này cái đó. Đút cái sà beng vô thì cái bố đi theo vô luôn. Để cho cái cho cái nó lộn vô. Không lúng. 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 Đó đó. Ai? Đó lúng rồi. Lúng bùa ở này. Lại lại cái kia mà mày nè. Bây giờ nè. Cho nhét cái sà beng vô đây nè. Cái lần ở đây. Không có bể đâu lo. Cái đâu? Ừ đúng rồi. Tên này thế là. Đúng, đúng rồi. Chút. Chim cái đi rồi thôi cái này nó chạy nó chạy rồi. Thì nè. Nè. Không sao em rồi. Không. Đúng. Qua sâu cái tỉnh hổng. Qua. Nhóm cho nó nhóm. Ông nào người nói ông hè cái quất cái một rồi hai ba lên một chụp chụp nó hả ngồi thấp hả không hả vậy ô hai có cái mí này nó nằm chèo chèo mí chèo như nãy đi cái giờ chim cũng chín cát à chèo đi cắn mí rồi chèo như nãy á đưa 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 cái búa vô đây cho chèo lên đi này nè khoan khoan đưa cái búa vô đây đi chèo luôn chèo đưa cái búa vô lên cái là nó nhẹ đừng đừng cái đuôi cây sắt đuôi bên đây chút nó cắn được coi thế này bên kia là ngon đó bên trong nữa dở cây sao bèn lên dở sao bèn lên chơi dở sao bèn lên chút vậy rồi đây lên dưới cây sắt này luôn nè để xuống dở đây nè xô 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 qua để chịu hai mình mấy mày bị cái gì qua cái sao bèn qua luôn rồi 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 cái sao bèn qua luôn xô bèn qua luôn xô xô này dưới cây sắt nè đây mình muốn để qua đây nè dở lên đây để cái sắt lên luôn đi má này quấn là thầm xíu rồi đâu có nó lúng cát xuống ở trên đầu phải thấy đâu đâu đi thôi 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 hay quá à, lên luôn sao bên luôn thôi chặt rồi rồi xuống đây nè nhìn lại đây đặt sao bên ngược lại đặt sao bên ngược lại rồi chặt sao bên luôn nha một hai ba lên luôn hay quá cái nó đây cái nó đây lại kia cái nó đây rồi lại kia rồi rồi từ từ đừng gấp đừng có đẩy nè kéo ha hả kéo luôn rồi lên kia này lên kia này quá hay quá hay rồi nó qua khỏi lớp cát được à đúng rồi nè lú cái gì lên đây nè lên đây làm cái gì cái đây luôn xuống đó đó dạ chở dạ cắn bên đây được rồi ừ coi đỏ mặt anh nhé rồi rồi chúng ta nè kéo luôn á cục này nhắm cỡ 2 tấn không? Ở 2 tấn. Có à? 2 tấn. Trên luôn nữa. Ở trong đó là gạch không chứ không có cát đá. Ờ trong đó gạch hết á. Không có luôn. Đất cát. Đó, ra luôn. Quay vô xuống. Xuống đi. Cho ra nổ lên chứ. Ra luôn thì đó. Rồi. Rồi chèo luôn. Đúng rồi. Tao tao cái nữa đi. Tao đi. Cái nữa mà dời bố ra đây nè. Ừ. Cái này cái chảo chảo phải. Cái này cũng vô hộp. Chèo luôn. Mấy cái bà nào nổ luôn. Ra luôn đi. Ra luôn. Ra luôn. Ra luôn. Ra luôn.
Lên chưa 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 đó, chút nữa ra luôn. Trời ơi, lụm chi ra bệnh. Trời ơi, người ta đang say xeo mà. Đi ra đi. Không nổi. Đi ra chứ đâu. Đang làm đút cái đầu vô. Kéo luôn. Kéo luôn à. Ra luôn hả? Ra luôn đây, cho gớt rồi đánh không đi. Cho ra gớt luôn đây. Xích đây này nè. Đó, cái lỗ đó. Chiếc cái lỗ mà. Chưa chưa. Chọc cái bố cái là xong á. Đi. Đó. Rồi, sâu. Wow. Rồi anh kia bắn cho nó đập qua cái đó. Cái đủ má đồ nặng mà đang làm đút cái đầu vô. Sắt là bỏ nhầm gì. Sắt sắt đan mà. Ra được đó rồi, thả đi. Giờ lên này thì giờ các bạn thì anh em đang cố gắng để đẩy nguyên cái thẳng băng này xuống luôn. Quá trời. Wow, quá hay. Quá hay, quá hay, quá hay. Rồi vậy không rồi đó. Bỏ nó nghỉ mạch đi xong rồi xúc két lên. Chứ nay giờ bắn cái nấm mà chưa gọi nó nấm đó. Đúng rồi, trời ơi, biết nào. Chỉ có chèo nó mới ra thôi, chứ không chèo sao bắn đi. Có bắn ở dưới á. Cái tấm đan này quá trời dày luôn. Em dán nó vô hầm mới. Nhìn đi. Đấy rồi. Thì rồi đó các bạn, thì giờ anh em đang mở cái nắp này ra nè. Có cái gối nữa nha. Tao mệt rồi nha. Có đây nè. Ấy lên không Tân? Em lên hả? Nó lại bỏ vô. Xui lắm mẹ ơi. Coi quá chưa. Ai coi tôi bị nó nóng mà tôi nóng. Chăm ngủ vô cho. Rồi thì bây giờ các bạn, thì giờ mấy anh em đang chuẩn bị khui cái nắp ra. Ôi trời ơi, mẹ làm hư cái bệnh rồi. Không nó dở lên phụ ra đi. Đi dở đi. Đưa. Làm giả bộ tôi đi. Giả bộ đi, đi ra. Có quần què gì đâu à. Gì hả? Bật cái rồi. Cẩn thận nè. Bức là thủ cái coi. Bắn cắn vô mấy đành nè. Sao ông giả không nổi đứng đó nhìn. Bên luôn. Qua đó. Được. Cũng kiếm nữa hả? Đây xà bèn à. Ồ lấy cái đèn nhỏ. Cái nào cái này cái gì? Mang dịch chờ mà
Bôi bố nhỏ. Đúng cái lồng. Bôi nhỏ nãy đưa đánh chưa nè. Chưa quay dần nè. Đây. Đến đây góc đó là mình bớt lên này đó. Bớt lên này mới đứt. Dạng lắm. Dạng không? Quay đi. Thôi. À, không cuốn điện của máy đi. Rồi các bạn, giờ ở đây mấy anh em xịt rượu. Cái đó là rượu đó. Xịt xuống đằng cho nó không có bị hôi. Thì cái này nếu bạn thì cái này là cái ngôi mộ này là mới khóp 3 năm nha. Rút điện ở trọng hả cô mày ơi. Mới chát ha. Chát 3 năm mà. Mới 3 năm à. Thấy nó chạy liều phiều quá. Chạy qua cầu mua giùm chai. Thấy nó liều phiều liều phiều quá. Giống như là của nó bị sình đúng không? còn cái nó chưa nữa. Ừ. Thấy nó liều phiêu. Đâu? Lấy xe chạy cậu mua giùm chai xịt mũi coi. Tưng thôi. Ai cũng chịu nổi luôn. Tôi là ông Tám lại đây bơm cho tôi. Tôi giải cái mũ này ra. Đứng trên bơm xuống. Bơm né con gà nghe cha. Thắng gì tấm rượu có gì đâu. Địt mà. Rượu mà chưa ra. Con né đi qua. Thì một người đang đi xuống đặng mà dở ra đó bạn. Còn một anh thì bơm rượu xuyên suốt luôn nha. Tại vì nó rất là hôi. Thì bây giờ đó bạn, thì giờ là rất là hôi nha. Nên là mấy anh em bạn thì mới đi kiếm một chai xịt mũi nè, đặng mà xịt xuống đặng cho nó đỡ hôi nè. Rồi, đánh nhanh nút lẹ đi. Xe lại. Không, cái này anh em không quay cần được nữa nha.
rất là nặng luôn luôn đó các bạn. Tại vì bây giờ đã bị sình đó, tại vì cách này nó mới có 3 năm mà. Nên là nó khi mà nó đã sình rất là bự nha. Thì các bạn thì hôm nay tiếp bạn thì tức là quay không có quay được dần được nha. Mong các bạn có coi cũng thông cảm. Đó thì cái đó các bạn thì người ta đã bỏ vô trong các cái niệm nha. Hồi quá. Quá trời luôn các bạn. Đó là anh em cứ xịt cái cá chai mà xịt mũi hết đó, đó các bạn là xịt suốt luôn. Đó thì giờ các bạn thấy á, đây là cái mới lấy và cái hộp này đó các bạn, là mới có 3 năm nha. Chiếu nè. Khu ghen luôn á. Thì bây giờ các bạn thì giờ mấy anh em kinh cái nắp đằng này lại xong rồi các bạn thì sẽ đưa một người đưa cái người phụ nữ với cái người đẹp đàn ông này là đi lên thiêu hỏa táng xác chết. Là 20 phút nên thành tới. Ai mới đây vậy? Chê. Anh có số anh vậy? Sao anh có số anh mà anh không có số anh? Thì mà các bạn thì sớm bạn thì tí là làm bạn thì cũng qua cho bạn xem thì mới chôn một người đàn bà bạn thì cách này là mới có
3 năm nha. Thì giờ cũng lấy bà đi lên rồi, là đã bỏ vô trong cái hầm đó bạn. Thì ngồi xe tới thì sẽ chở bà lên lò thiêu hỏa táng xe đét nha. Thì đưa hai cái lên lò thiêu hỏa táng xe đét hết luôn các bạn. Thì mà các bạn thì sớm bạn thì giờ tí là làm cô quay cho bạn xem. Thì một người đàn ông chôn 10 năm và một người đàn bà chôn là 3 năm nha. Thì thôi giờ mình kết thúc dấu luôn các bạn. Thì giờ đang chờ để đưa cho bà và ông đi lên thiêu hỏa táng xa đấy các bạn. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lâm bạn, hay cho Tí La Cà Lâm có chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ Tí La Cà Lâm luôn các bạn. Bây giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.